Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc mặt nạ hình khổng lồ xanh của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách để có thể làm một chiếc mặt nạ người khổng lồ xanh nhé. Thì cái phần mặt nạ này thì nó sẽ có cái mặt màu xanh và cái tóc của nó thì sẽ có màu đen nhé. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ cần chuẩn bị hai màu thôi nhé các bạn. Đó là màu xanh lá cây và màu đen. Người khổng lồ màu xanh lá cây ngon, và các bạn tiếp tục chuẩn bị cho mình một cái bút chì để mình vẽ hình cái chiếc mặt nạ này. Mình có sử dụng thêm dao dọc giấy này, kéo này, và cuối cùng sẽ là súng bắn keo nhé. Bây giờ thì mình sẽ bước đầu tiên là mình sẽ vẽ hình cái phần mặt nạ lên trên cái phần tờ giấy màu xanh lá cây nhé. Cái phần tờ giấy màu xanh lá cây thì sẽ chính là cái mặt của cái người khổng lồ xanh đúng không? Bây giờ thì mình sẽ cắt một nửa thôi, một nửa non của cái tờ giấy màu xanh lá cây, thì không dùng hết cả tờ giấy nhé. Sau đó thì mình sẽ vẽ hình cái đầu của cái người khổng lồ xanh lên trên cái phần tờ giấy màu xanh lá cây này. Sau đó thì mình sẽ cắt cái phần mặt nạ này ra nhé. Đây sẽ là cái phần mặt nạ của chúng ta. Mình vẽ hình cái mặt nạ lên trên, mình sẽ vẽ cái phần mắt lên trên cái phần mặt nạ này. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cái phần dao dọc giấy để mình cắt nhé. Và chúng ta sẽ cắt cái phần mắt của cái người khổng lồ xanh này ra nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đi cắt cái phần
tóc của cái người hồng xanh này. Cái phần tóc này của cái người hồng xanh thì các bạn có thể tự do sáng tạo cái hình dáng nhé. Các bạn muốn cho nó cái hình gì cũng được. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc mặt nạ cướp biển của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Nó sẽ có cái phần nơ bụng này nhé, dây bụng đây. Giờ thì mình sẽ cắt cái phần mũi ra. Chúng ta sẽ cắt cái phần mặt nạ như thế này nha. Nó sẽ có cái phần nơ ở đây nhé.